Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây Trong việc là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm À, thưa các bạn, lão hóa sớm là một trong những vấn đề mà rất nhiều người trong chúng ta gặp phải Và tất nhiên khi lão hóa kèm với việc là sức khỏe của chúng ta cũng sẽ đi xuống Bên cạnh việc tập luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ Thì sử dụng các dòng thực phẩm chức năng để giúp ngăn chặn quá trình lão hóa sớm là vô cùng quan trọng Và dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây như bên cạnh kiểu oanh đây Là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người sử dụng bởi những công dụng của nó từ việc là cung cấp sức khỏe, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe hay là ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm xảy đến. Dòng sản phẩm này còn được biết đến là một trong những dòng nước uống giúp ngăn chặn quá trình lão hóa vô cùng tốt. Dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây là một trong những dòng sản phẩm được kết hợp từ hồng sâm 6 năm tuổi đến từ Hàn Quốc cùng với đó là nhụy hoa nghệ tây bên cạnh đó thì hồng sâm còn được biết đến là một trong những loại dược liệu có chứa nhiều chất ginsenoside hay là saponin giúp ngăn chặn căn bệnh ung thư và đối với những người mà chúng ta muốn ngăn chặn quá trình lão hóa sớm hay là chúng ta đang gặp phải vấn đề rụng tóc bạc tóc thì việc sử dụng nước sản phẩm hồng sâm nhụy hoa nghệ tây này nó sẽ ngăn chặn ở việc rụng tóc ở chúng ta đồng thời là khiến cho tóc của chúng ta được dày hơn mượt hơn và óng ả hơn và với dòng sản phẩm này thì bên cạnh hồng sâm 6 năm tuổi có chứa các hợp chất quan trọng để phòng chống ung thư cũng như là tăng cường sức khỏe và tốt cho quá trình làm đẹp thì nhụy hoa nghệ Tây được biết đến là một trong những loại dược liệu có xuất xứ từ Ấn Độ và đây là một trong những loại dược liệu cũng vô cùng nổi tiếng với những công dụng là phòng ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm của nó Và bên cạnh đó người ta còn truyền tay nhau rằng nhụy hoa nghệ Tây khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên nó sẽ giúp cho da rẻ của chúng ta được trắng hồng hơn, đồng thời là giúp cho da của chúng ta mịn màng đẹp hơn và khiến cho chúng ta trẻ lâu hơn. Và điều này thì đã được các nhà khoa học chứng minh là có thật và biết được những tính chất này thì các nhà sản xuất tại hàn quốc đã kết hợp hai dòng dược liệu đó chính là hồng sâm và nhụy hoa nghệ tây và cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây như trên tay kiều anh đây và với dòng sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng hai lần và mỗi lần chúng ta sẽ uống một gói như thế này và với sản phẩm này rất tốt cho những người đang gặp phải vấn đề rụng tóc hay là bạc tóc sớm và khi chúng ta sử dụng chỉ sau một tháng thôi chúng ta đã thấy sự khác biệt ở trên gương mặt mình cũng như là trên tóc của mình rồi. Và với dòng sản phẩm này để tận dụng được tốt nhất thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh rằng chúng ta nên làm ấm trước khi uống để có thể tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ rằng để mua được dòng sản phẩm chất lượng và uy tín thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.